Ngọc lan giống nhá các bạn nhá. Ở đây các bạn sẽ thể nhìn thấy là nhà mình có cả ngọc lan vàng với cả ngọc lan trắng. Những cây hoa ở đây thì thấy bạn thấy luôn là nó có cả nụ. Ở trên đeo ngay ở trên cây rồi. Đó. Các bạn có nhu cầu mua các cây hoa ngọc lan giống thì vui lòng liên hệ nhá. 0977973535 bạn nhá. Ngọc lan giống ạ, ngọc lan hoa màu trắng và ngọc lan hoa vàng. Ở đây thì bạn có thể nhìn thấy đây, đây là những cây hoa ngọc lan có nụ sẵn rồi. Cho nên đảm bảo là cây về trồng thì là sẽ có hoa. 0977973535 bạn nhá. Những bông hoa ngọc lan trắng muốt. Yeah, rất là đẹp. Cây cao khoảng tầm 2, 4, 6, 6, 70 phân ạ. Từ 5 đến 70 phân. Cái cây ngọc lan hoa vàng ạ. Bạn nhìn cái lá của cây hoa vàng sẽ hơi khác khác so với lá cây hoa trắng một chút. Lá cây hoa vàng nó tròn hơn. Nó lá nó tròn, nó không dài quẵng như là cái lá của cây hoa trắng này kia. Ngọc lan hoa vàng bạn ạ.